Dựa trên câu chuyện có thật về ông Max Morgan Thaler, sinh năm 1901, mất năm 1980, chuyên viên hóa học người Thụy Sĩ và quá trình sáng tạo nên loại thức uống cà phê hòa tan. Thơm quá đi mất, ngon mê ly luôn. Thôi nha, trả anh đi. Hay em uống một ngụm thôi ha. Không được, em cứ xin em bé xong, anh cho em uống thỏa thích luôn. Là con trai đòi đó, chứ đâu phải em đâu. Cho em ngửi thêm chút đi. Anh cũng đến chịu vợ, ngén gì mà không ngén, lại ngén cà phê cơ. Mà ngày nào cũng đem cà phê ra ngửi thế này, trông em vừa thương vừa tội đấy. Anh này. Nè con à, cẩn thận đấy, nước nóng. Dạ vâng ạ. Khám quá ba ơi, cà phê là thức uống ngon nhất thế giới ba nhỉ. Con chỉ được uống ít thôi đấy nha, trẻ con uống nhiều không tốt đâu. Ước gì con lớn thật nhanh để uống hẳn một cốc to cơ. Đó, anh xem nha, là thằng bé thích cà phê nên đòi em từ lúc trong bụng đó chứ. Em được minh oan rồi nha. Nhiều năm sau, cơ duyên đưa cậu bé Max Morgan Thaler ham mê cà phê từ nhỏ, trở thành một chuyên viên hóa học làm việc tại hãng chế biến thực phẩm lớn chuyên về cà phê. Thụy Sĩ, năm 1929. Như mọi người đều đã biết, tình hình hiện nay khi nền kinh tế lớn nhất thế giới Hoa Kỳ rơi vào khủng hoảng, phố quay sụp đổ đang gây ảnh hưởng trầm trọng đến cả thế giới. Tôi triệu tập toàn bộ đội ngũ cán bộ, chuyên viên của hãng thực phẩm chúng ta ngày hôm nay vì hãng đã nhận được một thỉnh cầu, đúng hơn là cầu cứu từ phía Viện Nghiên cứu Cà phê đất nước Brazil, nơi hiện đang trồng cà phê nhiều nhất thế giới. Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, toàn bộ lượng cà phê vừa vào mùa thu hoạch tại Brazil hiện đang bị tổn ứ, không thể xuất sang thị trường chủ lực Mỹ. Nông dân, doanh nghiệp cà phê Brazil phải gánh hậu quả nặng nề bởi hạt cà phê không thể bảo quản được lâu. Brazil đã gửi lời cầu cứu đến nhiều nhãn hàng chế biến thực phẩm trên thế giới, trong đó có hãng chúng ta. Họ mong muốn chúng ta sẽ nghiên cứu phương thức sản xuất một loại cà phê có thể bảo quản lâu dài để cứu ngành cà phê đang suy thoái. Trời ơi, số lượng cà phê tồn đọng lớn như vậy, nếu tổn thất thì hậu quả thật nặng nề. Chúng ta nhất định phải hành động. Nhưng trong thời gian ngắn, nghiên cứu ra phương thức sản xuất mới không phải chuyện đơn giản đâu. Ngày hôm nay, tôi triệu tập toàn đội ngũ kỹ sư, chuyên viên hóa học. Các bạn phải dồn toàn lực cho nhiệm vụ mới này. Đây là thách thức, cũng là cơ hội. Nếu thành công, nó sẽ nâng cao vị thế của chúng ta lên gấp nhiều lần. Khi đi đầu trong việc chế tác ra một loại cà phê mới, tất cả sẽ đồng lòng vượt qua chứ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Những người bạn Brazil đang từng ngày chờ tin vui của chúng ta, các bạn cần nhớ rằng cà phê không thể để được lâu. Và trong một vài năm tới, có lẽ phố quay và kinh tế Mỹ cũng chưa thể sống lại để hạt cà phê được xuất sang tiêu thụ trực tiếp tại Mỹ. Vì vậy, vấn đề tiên quyết bây giờ là nghiên cứu ra phương thức bảo quản. Dạ, chúng tôi hiểu thưa sếp. Hiện tại việc nghiên cứu đang đi vào quy trình. Chúng tôi sẽ cho ra thành quả giai đoạn 1 nhanh nhất có thể. Cà phê cơ bản sẽ được giữ nguyên trạng mà vẫn đảm bảo việc bảo quản lâu dài. Một thời gian sau. Không ngờ một thời gian dài thử đủ các phương pháp bảo quản để có thể giữ nguyên trạng cà phê, nhưng hương vị ban đầu của cà phê truyền thống không thể lưu giữ. Việc bảo quản mới hỗn hợp không mùi vị phỏng có ích gì.
dự án này đã mất quá nhiều thời gian mà không đem lại kết quả khả dĩ nào. Nếu cứ tiếp tục nghiên cứu, việc kinh doanh của hãng sẽ trì trệ, và số tiền mà khối nhà máy bỏ ra để nghiên cứu đang lên con số khổng lồ và không có hồi kết. Tôi rất tiếc, nhưng dựa vào tình hình công ty, ban lãnh đạo hãng thực phẩm chúng ta đã bàn bạc và quyết định tạm dừng dự án. Đội ngũ kỹ sư, chuyên viên sẽ trở lại công việc thường ngày. Sao thế Max? Từ bỏ thôi, dự án kết thúc rồi. Tôi nghĩ mình sắp có câu trả lời rồi. Tôi sẽ không dừng lại. Vừa qua, dù chúng ta bỏ ra thời gian dài nghiên cứu, nhưng mới trên tinh thần bảo quản nguyên trạng cà phê, chỉ sử dụng ít ỏi phụ gia nên dần đi vào lối mòn. Ôi trời ơi, cậu bị hâm mà. Dự án kết thúc nghĩa là kinh phí, lương cấp cho dự án cũng dừng tại đây. Bao nhiêu kỹ sư còn chưa có câu trả lời, thì một cá thể nhỏ như cậu có thể tìm ra được điều gì? Thì tôi sẽ dùng tiền túi của mình. Các cậu biết đấy, tôi rất mê cà phê. Tôi không thể đứng nhìn ở một nơi trên thế giới cà phê không còn đất sống nữa. Phải cứu lấy nó chứ. Vụ mê cà phê của ông á, từ trong bụng mẹ thì tôi nghe ông nói rồi. Thôi nha, trả anh đi. Hay em uống một ngụm thôi ha. Là con trai đòi đó, chứ đâu phải em đâu. Cho em ngửi thêm chút đi. Tham quá ba ơi, cà phê là thức uống ngon nhất thế giới ba nhỉ. Nhưng dù thế cũng chớ làm việc điên rồ chứ. Dự án này sẽ chả đi đến đâu đâu. Dù gì đi nữa, cà phê tươi vẫn là ngon nhất, không có hương vị nào địch nổi nó đâu. Nếu đã không giữ được nguyên trạng thì nghiên cứu cũng không đem lại kết quả gì. Đúng vậy, tôi đến với nghiệp này có lẽ cũng từ tình yêu cà phê. Các ông đừng cản tôi, điên rồ một chút vì thứ mình đam mê cũng đâu có uổng đâu. Tôi sẽ hối hận cả đời nếu thời khắc này tôi từ bỏ sự tồn tại của chúng. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra chất giúp vừa bảo quản được, vừa gia tăng hương vị cho cà phê nguyên chất. Và sự kiên nhẫn đã được đền đáp. Sau cả tháng liên tiếp thử pha chế nhiều lần, Max Morgenthaler đi đến kết luận hương vị cà phê được lưu giữ tốt nhất khi bỏ cùng đường hoặc sữa, sấy nhiệt độ, áp suất cao. Đúng là đường, không sai. Hương vị tuyệt hảo của cà phê đây rồi. Cách pha chế dùng đường này của mình hoàn toàn đi ngược lại nghiên cứu của hãng, là giữ nguyên hiện trạng cà phê. Vấn đề chính là ở đây. Nhưng cần tìm ra công thức chung để chế thác cà phê cùng đường hoặc sữa với lượng phù hợp hoàn hảo. Một thời gian sau. Sau đó, Max Morgenthaler tìm ra kỹ thuật đặc biệt để chế xuất cà phê dạng bột bỏ cùng đường hoặc sữa với lượng cân đối khi hòa tan vào trong nước sôi sẽ lưu giữ cực tốt vị cà phê tươi. Ôi trời ơi, cậu ấy thành công thật rồi. Loại cà phê hòa tan này thật tuyệt. Đây đúng là mùi vị của cà phê tươi truyền thống. Nhưng điều kỳ diệu là chúng tồn tại ở dạng cà phê hòa tan. Hãy đăng ký bản quyền nghiên cứu đi. Tôi rất vui vì bao nỗ lực giải cứu cà phê đã không uổng phí. Nhưng để sản phẩm được lan truyền rộng rãi và nhanh chóng, giúp ích được nhiều người, nếu được sự chấp nhận, tôi có tâm nguyện chuyển giao lại công thức cho hãng thực phẩm của chúng ta để cà phê hòa tan nhanh chóng đi vào sản xuất. Thành quả nghiên cứu của Max Morgenthaler đã được ông giới thiệu tới ban giám đốc và các giám đốc kỹ thuật của công ty như là những thử nghiệm đầu tiên của cà phê hòa tan. Năm 1936, hãng thực phẩm của ông công tác nhất trí bắt tay vào dự án cà phê hòa tan theo công nghệ chế biến của Max. Ngày 1 tháng 4 năm 1938, loại cà phê hòa tan đầu tiên thế giới được tung ra thị trường Thụy Sĩ. Thành công rực rỡ, trở thành cú rỗi cho Brazil cũng như các nước cần xử lý cà phê từ khâu hạt thô. Dây chuyền sản xuất quy mô lớn, chiết xuất và phun sấy cà phê để sản xuất ra cà phê hòa tan nhanh chóng đi vào hoạt động. Cà phê hòa tan từ Thụy Sĩ đã được đưa vào Anh sau đó 2 tháng và vào Mỹ năm 1939.
tới tháng 4 năm 1940, cà phê hòa tan đã có mặt tại 30 nước trên toàn thế giới. Cho đến ngày nay, có rất nhiều hãng sản xuất cà phê hòa tan với đầy đủ hương vị. Cà phê hòa tan trở thành một thức uống không thể thiếu với nhiều người dân, đặc biệt là giới công sở, văn phòng. Vì sao ngỗng có thói quen nằm sát nhau? Ngày xưa, ở vùng nọ có một nhà giàu có, trang trại rộng lớn, đủ các loại thú nuôi và hoa màu, chẳng thiếu thứ gì. Hai vợ chồng nhà ấy nổi tiếng là sởi lởi phóng khoáng, bữa ăn họ thiết đãi khách, lúc nào cũng thịnh soạn. Ôi quý hóa quá, lâu lắm rồi anh mới tới nhà chúng tôi chơi đấy. Mời anh đi thăm thú trang trại nhà chúng tôi một lượt nhé. Đây ắt hẳn là khách của ông bà chủ rồi. Cục to. Không biết ông ta ăn gì đây. Hy vọng hôm nay không đến lượt chúng ta. Ây da, lũ bò gà kia hẳn không biết mình vốn có khả năng nghe tiếng loài vật. Tôi có việc lên thị trấn, qua đây thì cũng đã tối muộn, nên ghé qua đành xin ngủ nhờ anh chị một hôm. Không làm phiền anh chị chứ? Phiền gì chứ, tôi rất vui là đằng khác. Anh đã đến, tôi phải đón tiếp chu đáo chứ. Anh vốn rất sành ẩm thực, tôi nhất định phải chiêu đãi món gì xứng đáng. À, hay là bắt một con ngỗng để tôi thết đãi bạn quý nhé. Thôi, không cần phải vậy đâu. Thịt ngỗng vốn hiếm và là loại thức ăn sang trọng, tôi đâu dám. Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Với tôi, anh chính là vị khách quý. Tôi không tiếc anh một thứ gì cả, nên anh đừng ngại. Mời anh vào nhà. Cảm ơn anh chị, nhưng cũng đã muộn rồi. Tôi cũng đã ăn ở bên ngoài. Thôi thì có gì để sáng mai cũng được. Vâng, vậy tôi sẽ chiều theo ý anh. Anh là khách quý của tôi mà. Nay chúng ta có khách quý, xem nào, các ngươi cũng lớn đủ ngày đủ tháng rồi, con nào béo tốt hơn nhỉ? Ây da, nom cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngày mai ta sẽ làm thịt trước một con để đãi khách. Ôi không, ông bà chủ sẽ thịt một trong hai chúng ta. Chúng ta không thể rời xa nhau được. Mình bình tĩnh đi, đừng buồn, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi trước. Mình ở lại mạnh khỏe nhé. Tại sao mình lại làm vậy chứ? Trời, sao mình lại nằm ở đó? Lạnh lắm, vào trong nằm đi. Để tôi nằm ngoài cửa cũng được. Không, mình đừng nói dối nữa. Tôi thừa hiểu, mình cố tình nằm ra ngoài để bà chủ tóm lấy mình trước tiên. Mình cứ thế, định bỏ tôi mà đi hay sao? Tôi sẽ nằm bên ngoài để bà ấy tóm được tôi trước. Mình đừng nói vậy mà. Dù sao một trong hai chúng ta cũng phải chết. Hãy để tôi đi trước. Tôi là người chồng, phải có trách nhiệm bảo vệ cho mình. Mình đừng can ngăn tôi. Không được, nếu phải chết, người chết đầu tiên sẽ phải là tôi. Là tôi? Không, tôi là vợ, tôi phải đi trước. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Tôi đi trước. Không, là tôi. Có ai đó nói chuyện thì phải. Hóa ra là tiếng của hai con ngỗng ư? Ôi, cái tài có thể nghe tiếng con vật của mình nhiều khi làm phiền mình quá. Thôi được rồi, vậy cả hai chúng ta sẽ cùng nằm ngang hàng với nhau, và để ông trời định đoạt số phận ai sẽ phải chết trước vào ngày mai vậy. Tôi không muốn ở lại một mình đâu. Cuộc sống không có mình khác nào địa ngục với tôi kia chứ. Chẳng lẽ hai con ngỗng đau khổ như vậy là do mình? Chủ nhà muốn thịt ngỗng vào sáng mai để thết đãi mình, và chúng đã nhường sự sống cho nhau. Trong chúng ta, nếu ai ở lại sẽ phải cố gắng sống tốt. Nếu tôi đi trước, mình ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng thật tình cảm, mình không thể nào ngăn cách chúng được. Sao anh lại vội về vậy? Tôi xin lỗi, tại tôi chợt nhớ ra có chuyện phải làm. Nếu ở lại e rằng sẽ muộn mất.
Vậy nên tôi đành cáo lỗi lần này, để lần sau tôi tạ lỗi với vợ chồng anh nhé. Thôi đành vậy, để lần sau tôi nhất định sẽ thết đãi anh một bữa ăn tử tế. Lần này anh đi vội quá. Cảm ơn vợ chồng anh. Thôi tôi xin phép. Khách về rồi, thôi thì cũng không cần phải thịt ngỗng làm gì đâu mình ạ. À, vâng. Ôi, vậy là vị khách của ông chủ đã về rồi ư? Vậy là chúng ta thoát nạn rồi ư? May quá, may quá mình ạ. À, vậy là lời nói dối nhân đạo của vị khách ấy đã cứu mạng cho đôi vợ chồng ngỗng. Sau khi thoát chết, đôi ngỗng mừng rỡ. Chúng cho rằng vì mình nằm cạnh nhau nên mới gặp may mắn và thoát chết như vậy. Kể từ đó, loài ngỗng theo thói quen ngủ sát cạnh nhau để bảo vệ nhau và gặp được nhiều may mắn. Sự ra đời của điện thoại di động. New York, năm 1973. Dạ, thưa ngài Martin Cooper. Dạ, chủ tịch Robert Gavin cần gặp ngài gấp đấy. Anh ra ngoài nghe điện thoại đi ạ. Ừ, tôi biết rồi. Cậu cứ ra ngoài trước đi rồi tôi ra. Dạ, ngài nhanh lên nhé, chủ tịch đang hối việc gấp đó. Rồi, tôi biết rồi. Dạ, thưa ngài Martin Cooper. Ngài vẫn còn ở đây sao? Ngài Robert đang chờ ngài ra nghe điện mà. Ờ, thế à, tôi quên mất. Tại tôi đang bận nên chẳng nhớ gì cả. Tôi xin lỗi nhé. Ờ, tôi biết ngài rất bận, nhưng ngài Robert đang chờ ngài nên cũng rất bực bội. Ngài mau ra nghe điện đi ạ. À, được rồi, tôi ra ngay đi. Ngài ra luôn đi, chứ tôi mà ra bây giờ ngài lại mãi việc mà quên nữa đấy. Nhanh lên ạ. Rồi rồi, tôi biết rồi. Alo, tôi Martin Cooper nghe đây ạ. Ờ, điện thoại cúp rồi hay sao đấy? Có thấy ai nói gì đâu, toàn tiếng tít tít thôi mà. Ờ, thế ạ? Chắc ngài ấy chờ lâu quá nên cúp máy rồi. Vậy ngài cứ đứng đây đợi một lúc nữa đi ạ. Chắc ngài ấy gọi lại bây giờ đấy ạ. Ngài đừng đi đâu cả. Đứng đây đợi ư? Vậy thì mất thời gian lắm. Hay là tôi vào làm việc tiếp nha. Lúc nào ngài ấy gọi lại thì anh gọi tôi ra. Lần này tôi sẽ ra thật nhanh, không để ngài ấy đợi lâu đâu. Ừ, thôi, tôi xin ngài đừng đi đâu cả. Cứ đứng ở đây chờ đi. Ngài vào trong, mất công ngài ấy gọi lại, chờ ngài đi ra lâu, lại cúp máy thì sao? Ngài ấy đã bực lắm rồi. Để thêm một lần nữa, ngài ấy sẽ đuổi việc tôi mất. Nhưng mà tôi đang rất bận, tôi cần phải vào làm việc. Chẳng lẽ cứ đứng đây chờ à? Mất thời gian lắm. Mà tôi cũng đang làm việc cho ngài ấy mà. Tôi tin không vì chuyện này mà ngài ấy đuổi việc anh đâu. Anh yên tâm đi. Không được, ngài không được đi. Tôi xin ngài đấy. Ngài là tiến sĩ, là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của hãng. Ngài Robert đương nhiên sẽ không trách mắng ngài. Người bị trách phạt là tôi ạ. À, xin ngài hãy thương tôi. Nhưng mà tôi đang rất bận, anh có hiểu không? Tôi xin ngài đấy. Ngài ấy sẽ gọi lại ngay thôi ạ. À, chỉ 5 phút thôi. Ôi trời ạ. À, mình phải chờ ở đây đến bao giờ? Nhỡ đâu ông ấy không gọi lại thì sao? Chẳng phải mình đã hoang phí cả một buổi chiều ư? Thật là bực mình. Cái điện thoại chết tiệt này, giá mà mình có thể mang nó vào phòng làm việc của mình. Đã 10 phút rồi mà có thấy gọi lại đâu. Đang bao nhiêu việc thế này, còn bắt mình chờ đến bao giờ nữa chứ. Thôi kệ, lúc nào gọi lại thì mình chạy ra sao vậy. Ông ấy muốn đuổi việc ai thì đuổi, mình không quan tâm. Alo, chào chủ tịch ạ. À, dạ vâng ạ. À, ngài ấy đang ở đây ạ. À, để tôi nói máy cho ngài luôn ạ. À, ngài chờ 2 giây thôi ạ. À, dạ tôi, Martin Cooper nghe đây ạ. À, Martin đấy ạ. À, anh làm gì mà tôi gọi mãi không ra nghe máy thế? Không biết là tôi đang cần gặp anh gấp không? Dạ tôi xin lỗi, tôi đang bận việc nên không kịp chạy ra nghe máy. Mong ngài thứ lỗi ạ. À, tôi đang có một dự án mới muốn bàn với anh. Ngày mai đúng 7 giờ sáng tôi sẽ họp với anh tại công ty. Anh chuẩn bị nhé. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. À, tự nhiên mất cả tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi nghe điện thoại. Mà cũng chỉ là hẹn ngày mai gặp.
Điều đó ông ấy có thể nhắn qua người khác cũng được mà. Đâu nhất thiết là phải gặp trực tiếp mình mới nói được. Đúng là quá mất thời gian, quá bất tiện mà. Bực ghê. Tại sao chiếc điện thoại lại ở xa mình như thế? Mỗi lần đi lại nghe máy thôi cũng đã mất cả phút rồi. Quá mất thời gian. Giá mà chiếc điện thoại có thể đem theo người để có thể nghe mọi lúc mọi nơi thì có phải tiện lợi và tiết kiệm thời gian biết bao nhiêu không? À, phải rồi, điện thoại di động. Mình sẽ phát minh ra một chiếc điện thoại như thế. Một chiếc điện thoại có thể di động khắp mọi nơi và theo sát bên người để mọi người có thể liên lạc với nhau ở bất kỳ nơi nào. Chỉ cần hình dung ra thôi, mình đã thấy nó rất tuyệt vời rồi. Hay lắm. Ngày mai gặp chủ tịch Robert, mình sẽ bàn về vấn đề này. Anh nói sao? Điện thoại di động ư? Đúng vậy thưa ngài. Tôi thấy đây là một ý tưởng rất tuyệt vời. Hãy thử tưởng tượng mà xem. Điện thoại có thể cầm theo bên người, đi mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được, không mất thời gian đi lại. Như vậy chẳng phải là tiện lợi hơn rất nhiều sao? Nghe cũng có thú vị đấy. Và thật là trùng hợp, tôi cũng đang tính bàn với anh về dự án mới để cạnh tranh với sản phẩm của trung tâm thí nghiệm Bell Labs thuộc tập đoàn viễn thông AT&T. Là sao ạ? Trung tâm Bell Labs mà trưởng phòng nghiên cứu là Taicho Angel đúng không ạ? Đúng vậy. Nghe nói bên đó đang chuẩn bị ra mắt một thiết bị không dây tương tự. Tôi đang đau đầu nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào thì anh lại đưa ra ý tưởng phát minh ra điện thoại di động. Thật sự rất tuyệt vời. Vậy là ngài sẽ ủng hộ dự án này của tôi ạ? Ngài còn chưa nghe tôi trình bày dự án cơ mà. Ngài không lo ngại dự án sẽ thất bại sao? Tôi tin ở anh. Tôi biết anh là một tiến sĩ có tài. Các phát minh của anh như hệ thống đèn giao thông được điều khiển bằng sóng vô tuyến vào năm 1960, cũng như máy phát thanh cầm tay dành cho cảnh sát được giới thiệu vào năm 1967, đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Và tôi tin tưởng rằng anh sẽ lập nên kỳ tích với phát minh điện thoại di động. Thế thì tuyệt quá rồi. Đây là đề cương của dự án. Tôi đã thức cả đêm để soạn thảo ra nó. Ngài thử xem. Được, để tôi xem. Dạ, chào ngài Joe Angel. Ngài có chuyện gì bên công ty chúng tôi sao? Tôi nghe nói bên các ông đang nghiên cứu phát minh điện thoại di động ư? Vâng, chúng tôi dự định sẽ sớm cho ra mắt dự án đó. Tôi cũng nghe nói chủ nhiệm dự án đó là ông sao, Martin Cooper. Bên các ông đang ra thông cáo với báo chí là 3 tháng nữa sẽ là ra mắt sản phẩm. Đó là thời gian dự kiến, nhưng tôi sẽ cố gắng cho ra mắt đúng thời gian như kế hoạch. Thật nực cười, các anh đang làm cách trò điên rồ gì thế? Martin, anh đang kiêu ngạo rồi. Đó là không thể nào. Điện thoại không thể hoạt động nếu rời khỏi nơi lắp đặt. Sẽ không có cái gì gọi là điện thoại di động được. Không phải anh đang muốn cạnh tranh với thiết bị không dây của chúng tôi chứ? Tôi cho anh một lời khuyên, anh nên từ bỏ đi thì hơn. Không thì sẽ sớm mất mặt đấy. Về phần Martin Cooper, sau hôm công bố với báo giới, ông đã gác lại hết các công việc mình đang làm để tập trung nghiên cứu, phát minh ra cái mà ông gọi là điện thoại di động. Martin ngày ngày đóng cửa ở trong nhà, đọc sách, nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Sau nhiều ngày miệt mài nghiên cứu trong nhà lẫn ra ngoài thị sát, ông đã bắt đầu tìm ra phương hướng của mình. Ông đã nghiên cứu, thiết kế ra một trạm thu phát để truyền sóng điện thoại trong không gian và dự kiến sẽ xây dựng nó ở quảng trường New York. 3 tháng sau. Đây sẽ là chiếc điện thoại di động của mình. Cuối cùng thì mình cũng làm ra rồi. Mình đã nói là mình làm được mà. Martin Cooper. Tôi biết anh đang rất phấn khích với phát minh của mình. Nhưng đừng quên là chúng ta còn phải đến buổi họp báo để công bố sản phẩm mới đấy. Tôi nhớ chứ. Chúng ta sẽ đi bây giờ luôn chứ ạ?
Tất nhiên rồi. Tôi đang rất nóng lòng xem thái độ của bên tập đoàn viễn thông AT&T. Xem họ chịu thua chúng ta như thế nào. Mà anh định thử nghiệm cuộc gọi đầu tiên cho ai vậy? Thưa chủ tịch, đó là một bí mật ạ. Trời ơi, trong anh ta cầm cái gì kia? Tôi chưa nhìn thấy bao giờ cả. Nhìn như cái cục gạch ấy nhỉ. Alo. Xin chào, tôi là Martin Cooper. Cho hỏi có ngài Joe Angel ở đó không ạ? Tôi muốn nói chuyện với ông ta một lát. Dạ, ngài chờ một chút ạ. Tôi sẽ mời ngài Joe ra nghe điện thoại. Alo, tôi là Joe Angel đây. Chào Joe, tôi là Martin Cooper đây. Thì ra là anh à. Nghe nói hôm nay anh tổ chức họp báo để ra mắt sản phẩm điện thoại di động mới mà. Sao giờ anh vẫn còn chưa đến? Hay là thiết bị của anh đã thất bại một cách thảm hại rồi? Tôi nghe nói anh còn dựng hẳn một trạm thu phát ở giữa quảng trường thành phố. Tôi thật không hiểu nổi, anh định làm trò gì với cái trạm đấy? Đúng vậy. Và tôi biết anh đang có mặt ở đó và rất nóng lòng chờ tôi đến, đúng không? Tôi đang đứng ở gần khách sạn Manhattan Hilton và gọi cho anh bằng điện thoại di động của tôi đấy. Tôi chỉ muốn thử nghiệm lần cuối trước khi đến với cuộc họp báo chính thức mà thôi. Anh nói thật sao? Ngày 3 tháng 4 năm 1973, Martin Cooper đã chính thức ra mắt chiếc điện thoại di động đầu tiên với giới báo chí. Có thể nói, đây là một bước ngoặt trong lịch sử công nghệ nói riêng và lịch sử loài người nói chung. Phát minh của Martin Cooper đã vĩnh viễn thay đổi thế giới và đặt nền tảng cho những chiếc điện thoại di động hiện đại ngày nay. Bộ phim được dựa trên câu chuyện có thật của Martin Cooper, cha đẻ của thiết bị liên lạc di động cầm tay tại Hoa Kỳ vào nửa cuối thế kỷ 20.